Hello, xin chào quý khách hàng quay lại với cửa hàng Marketing Tái Quang. Thì hôm nay bên Liêm có là một cái chồng kính mát nhựa màu, kính mát có độ cho anh khách hàng. Thì cái đây là cái chồng cũ hồi xưa của ảnh ha, ảnh giữ lại cái gọng cũ, ảnh thay cái cặp chồng mới ha. Thì cái gọng này là cái gọng của Lacoste, rất là đẹp ha và rất là nhẹ, nên ảnh rất thích là cái gọng này nên ảnh muốn thay cặp chồng thôi. Thì cái cặp chồng màu cũng có độ nha mọi người. Ví dụ như Liêm cho mọi người coi cái này có độ, nên mình biết có độ nó dễ lắm. Nó thay đổi ha, cái này là để Liêm coi có độ mà nó độ rất là nhẹ ha. Nó độ rất là nhẹ nên nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Qua cái hình ảnh, qua cái khúc xạ của cái miếng kính á, có độ nhẹ ha. Hôm nay là độ nhiều hơn nè. Thay cái cặp chồng mới thì nó cái độ mới luôn ha. Đây thì cái cặp chồng cũ á, mà coi nó chỉ là phủ chày thôi ha. Phủ chày thôi. Cái cặp chồng nhựa màu mới bên Liêm đặt xưởng gia công riêng, thì mọi người thấy là nó sẽ được phủ lớp chống chói nè, ván UV, chống UV tốt ha, cả hai mặt ha. So với cái chồng cũ ha, mọi người coi cái là nó sẽ là màu trắng nè, nó phải phản ánh lại màu trắng nè, cái đèn led. Còn cái này cái đèn led nè, mọi người coi là nó sự màu xanh tím ha, nó sẽ tốt hơn ha. Nó đeo mình nó sẽ, nó giúp cho mình nó dịu mắt hơn và nó chống được UV tốt hơn ha. Cái lớp ván thì nó vẫn lúc nào nó cũng tốt hơn là những cái phủ trắng, nó không có được xử lý nhiều. Thì cái xử lý này nó giúp cho chồng chúng ta có những cái lợi điểm gì? Lợi điểm là chúng ta là có thể nó hạn chế bấm hơi nè, hạn chế vân tay, rồi nó chống UV, trượt nước ha. Ví dụ đi mưa thì nó sẽ bớt đọng nước hơn, cho mình cái tầm nhìn nó tốt hơn. Cái phủ ván trơn như vậy thì cái này nó có rất nhiều màu ha. Thì chút Liêm sẽ quay những cái màu được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Thì Liêm lấy ra một số màu Liêm quay cho mọi người xem. Thì cái này là nó có độ đây mọi người thấy ha. Nó có độ. Tại sao Liêm phải những cái clip á, la số Liêm phải nói trực tiếp từng cái kính, từng cái gọng kính để chúng ta sẽ dễ hiểu hơn về những cái chồng kính hiện có trên thị trường ha. Nó có độ mà nó làm vào những cái gọng kính mát như thế nào, những cái đặc điểm nó làm như thế nào để mình ra được một cái kính nó ưng ý nhất mà mình đeo nó không bị nhức đầu. Nên tại sao mà Liêm phải nói rất là nhiều, nói mình như vậy thì mình sẽ hiểu hơn và tốt hơn, chọn được những cái gọng kính tốt hơn, phù hợp hơn so với những cái độ mắt của mình. Nên nhiều lúc clip nó cũng hơi dài và nó chia sẻ nó cũng nhiều, thì mong mọi người thông cảm ha, mà có thể nghe tới cuối clip để mình có hay hơn. Mình chọn những cái chồng kính về tương lai, vừa tốt cho mắt và bảo vệ mắt ha. Lý do tại sao cái cặp chồng này nó giá trị hơn, nó mắc hơn và nó thời gian gia công nó phải lâu hơn so với những cái cặp chồng bình thường. Những cái chồng kính này thì Liêm làm cái chiết xuất nó cao, nó sẽ dai dẻo hơn ha. Độ dày chồng kính thì nó cũng tương đương. Hai là nó sẽ bi ít cái bị tình trạng mẻ nè. Tại cái gọng này là gọng đặc biệt ha, nó sẽ làm một cái xương kính ở phía trong, xương kính ở phía trong cái chồng kính, nên nó phải xẻ, mà xẻ không khéo là nhiều lúc nó sẽ mẻ, mọi người thấy không, mẻ dâm rất là nhiều. Thì cái chồng kính này là khách hàng không thích nữa, và ảnh đeo nhiều lúc đeo nó bị rớt ra ngoài luôn, nên khách hàng là muốn thay luôn, thay mới luôn. Người rớt một cặp này, rớt một miếng này, chỉ còn giữ lại được một miếng thôi đó. Đây Liêm phải thay lại cặp, mình làm cái chồng hạn chế chống bể luôn ha. Giống như kính thì mình có cái kính cường lực, thì những cái chồng kính mình cũng có những cái chồng kính da dẻo chống bể đó. Tất nhiên là giá thành nó phải cao hơn so với những cái thường. Nên tại sao mà nhiều lúc mình không biết, mình có thể so sánh sao cặp chồng này nó rẻ, nó rẻ ở bên kia nó làm nó rẻ, mà có những nơi thì tại sao chồng kính lại mắc ha? Vì những cái tính chất phủ như vậy và nó gia công phải kỳ công hơn, thì nên nó giá trị nó phải cao hơn ha. Thì giá thành nó phải cao hơn và nó mang lại cái giá trị cho mình cũng cao hơn luôn. Nên tùy theo về cái tài chính và nhu cầu của mình
là bên Liêm sẽ tư vấn mọi người cho nó phù hợp nhất. Mọi người có thể liên hệ với Liêm thông qua số Zalo Liêm để trên màn hình đó. Thì tùy và với mọi mình trao đổi nó dễ hơn, thì mình có thể mình tư vấn ra được một cái kính nó phù hợp với tài chính của mình và mang lại cái giá trị cao nhất cho mình luôn ha. Rồi thì Liêm kết thúc cái clip ở đây. Còn cái bây giờ Liêm sẽ lấy những cái màu trồng ha, Liêm quay cho mọi người xem. Hello, xin chào quý khách hàng. Thì Liêm có soạn một vài những cái trồng kính màu ha, rất là hot dành cả nam và nữ luôn. Giống như màu đen ha, màu khối, màu trà, màu xanh. Mọi người coi ha, màu xanh rất là đẹp ha, cái ván rất là đẹp. Màu tím nè, tím là màu xanh xanh biển nè ha. Và màu hồng thì đây là những cái màu rất là hot trên thị trường ha, và rất là ngọt, dành cho các bạn nữ, dành cho nam và nữ, và rất là nhiều luôn ha, những cái mã màu như vậy. Thì những cái mình tùy theo những cái cá tính của mọi người ha, thì mình sẽ chọn cái mã màu phù hợp vào những cái gọng kính của mình. Nó giúp cho mình đỡ bị dầm chán so với những cái trồng kính trắng ha, cận thông thường. Nó làm cho mình có cái ánh nhìn nó mới mẻ hơn, mà nó tươi sắc hơn, có màu sắc hơn đối với cuộc sống. Rồi, vậy thì coi như là Liêm giới thiệu xong về cái cặp trồng nhuộm của bên Liêm ha. Những ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với Liêm để có thể mình thiết kế ra một cái gọng kính rất vừa tốt cho mắt và cá tính, phù hợp với màu sắc của mọi người nha. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách ạ.